Câu chuyện con đã lớn thật rồi. Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy dì hỏi: cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi ăn cơm với dì nhé. Nhưng cháu chưa xin phép mẹ. Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Chưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho vui. Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn xong, hai dì cháu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện. Cô bé không quên cảm ơn dì. Dì dịu dàng bảo: cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì. Nhưng ngày nào cháu cũng ăn cơm nóng, canh ngọt của mẹ. Cháu có cảm ơn mẹ không? Cô bé lặng im. Dì đoán là cháu đang giận dỗi. Bây giờ cháu mau về nhà đi, mẹ cháu đang lo lắm đấy. Cô bé vội chạy về. Mẹ đã đứng ngoài cửa chờ em. Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Người mẹ ngạc nhiên, hôn lên má con, bảo: ôi, con gái của mẹ, con đã lớn thật rồi. Bây giờ, các em hãy cùng đóng vai mẹ, bạn nhỏ, dì và người dẫn chuyện để kể lại toàn bộ câu chuyện này nhé. Câu chuyện con đã lớn thật rồi. Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy dì hỏi: cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi ăn cơm với dì nhé. Nhưng cháu chưa xin phép mẹ. Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Chưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho vui. Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn xong, hai dì cháu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện. Cô bé không quên cảm ơn dì. Dì dịu dàng bảo: cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì. Nhưng ngày nào cháu cũng ăn cơm nóng, canh ngọt của mẹ. Cháu có cảm ơn mẹ không? Cô bé lặng im. Dì đoán là cháu đang giận dỗi. Bây giờ cháu mau về nhà đi, mẹ cháu đang lo lắm đấy. Cô bé vội chạy về. Mẹ đã đứng ngoài cửa chờ em. Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Người mẹ ngạc nhiên, hôn lên má con, bảo: ôi, con gái của mẹ, con đã lớn thật rồi.